trình này được thực hiện từ 7:30 sáng và trên đoạn đường cũng dẫn rộng hơn. Lực lượng tham gia gồm có cán bộ sĩ của công an thành phố Cần Thơ, của các phòng là cảnh sát trật tự, cảnh sát bảo vệ và phòng cảnh sát giao thông. Ở đây lãnh đạo phòng cũng như cán bộ sĩ là nhắn gửi đến mọi người dân là mỗi một người cùng chung tay để bảo vệ môi trường. Chỉ cần mỗi một người có ý thức một chút là sẽ bảo vệ cho môi trường sống của mình tốt hơn.